Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ Hai ngày 12 tháng 7, chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 thảo luận tại tổ, chuẩn bị cho kỳ họp thứ Hai sẽ khai mạc vào sáng mai. Những đóng góp của lực lượng cán bộ chiến sĩ an ninh trong tham gia phòng chống dịch và giữ gìn ổn định trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. 6 tháng đầu năm, các cấp ủy trong tỉnh tiếp nhận giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, không để tồn đọng, thực hiện gần 490 cuộc kiểm tra giám sát đối với hơn 1.000 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật 30 đảng viên, đảm bảo nghiêm túc đúng quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời ngăn ngừa, sửa chữa, uốn nắn những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, nêu lên tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề cần triển khai thực hiện, trong đó cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhất là những văn bản mới ban hành, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy các cấp và ban thường vụ cấp ủy các cấp thì các đồng chí phải đề cao cái tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong phạm vi đảng bộ của mình. Thì trong đó phải phân định rõ giữa kiểm tra, giám sát của cấp ủy với kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra, rồi đề cao cái trách nhiệm cấp ủy cũng như người đứng đầu phát huy và tạo điều kiện phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra của cấp mình, và nhất là phải tạo điều kiện và khuyến khích cái công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát, để làm thế nào mà cái công tác kiểm tra, giám sát của chúng ta trước hết là giúp chính cho chúng ta, sau đó chính là không để xảy ra những cái sai phạm mà không giải quyết kịp thời dễ dẫn đến là nghiêm trọng, để hậu quả khôn lường, làm ảnh hưởng đến cái kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của đảng bộ, của các cấp chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Về việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bảo đảm 100% kế hoạch gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Vai trò của chi bộ, vai trò của cấp ủy trong cái giám sát, trong phát hiện, kiểm tra từ đầu để kịp thời chấn chỉnh uốn nắn là hết sức quan trọng, để không dẫn đến những vi phạm nghiêm trọng hơn, không đến mức mà phải ủy ban kiểm tra cấp trên vào cuộc, và đặc biệt là hạn chế đến mức tối thiểu cái việc chúng ta phải xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ đảng viên. Thì cũng phải tập trung quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với tổ chức đảng, đối với cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với các đồng chí cán bộ có chức vụ, quan tâm chú trọng đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt là tiếp dân, đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp. Mặt khác, tăng cường sự phối hợp giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra với công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử của nhà nước, hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội theo đúng chức năng và thẩm quyền, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Sáng mai, kỳ họp thứ Hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 sẽ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trước đó, vào chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thảo luận tại tổ, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng, nhất là vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, vấn đề giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Dự phiên thảo luận tổ có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên Cao Biền và Phạm Ngọc sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung chi tiết của các phiên thảo luận tổ. Thưa quý vị,
Kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 17 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động nặng nề tới nền kinh tế. Và tại phiên thảo luận tổ chiều nay thì các đại biểu phần lớn tập trung vào phân tích các giải pháp để đạt được mức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm. Đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, các đại biểu cho rằng cần ra soát các chỉ tiêu để xây dựng kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm. Cũng đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh thì có các cái giải pháp để làm sao mà trong cái tình hình mà diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID ấy, làm sao đạt được cái mục tiêu chỉ số là 13%, và trong trường hợp nếu như tình hình nó phức tạp cần phải thì cũng phải ra soát để có cái kịch bản để chủ động trong cái việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội. Trong các nội dung phát triển kinh tế, các đại biểu phân tích một số dư địa để thúc đẩy tăng trưởng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần có giải pháp đột phá về sản xuất nông nghiệp hàng hóa để nâng cao giá trị. Chúng ta chưa có những cái sản lượng lớn trong nông nghiệp. Tuy rằng chúng ta cũng đã kêu gọi là quy vùng, dồn điền đổi thửa để coi có cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp để nâng lên. Thế thì chúng ta làm sao chúng ta phải có cái cơ chế chính sách tạo điều kiện hỗ trợ đầu tư cho các cái doanh nghiệp người ta vào đây mà người ta sản xuất chế biến được cái nông sản thực phẩm. Một số ý kiến đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Thái Bình, vấn đề giải phóng mặt bằng, công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với các dự án trọng điểm. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của tỉnh nói riêng cũng như cả nước nói chung. Vì vậy mà việc họp bàn để đề ra những quyết sách là hết sức quan trọng để tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm. Các đại biểu đều đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội và phòng chống dịch 6 tháng đầu năm, đồng thời cho rằng tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới. 6 tháng cuối năm thì chúng tôi tham gia là một là cái chúng ta vẫn chưa thể là chủ quan lơ là trong cái phòng chống dịch COVID-19 được. Đấy, là vẫn phải quyết liệt, vẫn phải là tập trung cao độ cho cái việc phòng chống dịch. Để thực hiện được mục tiêu kép, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục có những giải pháp hiệu quả hơn trong phòng chống dịch, đồng thời phải đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút đầu tư. Chúng tôi cũng kiến nghị ở cơ sở đấy, chính là cái việc mà tăng cường cái hỗ trợ cho cái tổ COVID cộng đồng. Một tổ COVID ví dụ như thị trấn Diêm Điền chúng tôi rất là lớn, có lên đến 15-20 người. Nhưng mà quan trọng nhất là cái đối tượng này đi ra từng nhà, gõ từng người và các ông chí để tìm được để việc khai báo y tế. Tôi cho rằng là chúng ta hỗ trợ trực tiếp dù là một chút cũng là cái tạo động lực để các bác ở cơ sở, các bác tập trung. Chúng ta có một cái lợi thế duy nhất là lao động. Nhưng bây giờ cái lợi thế đấy đã triệt tiêu rồi. Mà khi lao động hết lợi thế thì Thái Bình có cái gì là lợi thế? Nếu chúng ta không có đường ven biển, nếu chúng ta cũng không có khu công nghiệp, nếu chúng ta không đẩy nhanh những cái hạ tầng đó thì chắc chắn là chúng ta không có cái lợi thế gì để lôi kéo được đầu tư. Thế thì rõ ràng là nếu mà chúng ta không có những cái giải pháp tốt về thu hút đầu tư và không có những cái tạo thuận lợi tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp về với Thái Bình. Các đại biểu cũng cho rằng việc tăng cường hơn nữa các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự cho việc thực hiện mục tiêu kép là rất quan trọng. Cho cái tình hình dịch bệnh và cho cái công tác đấu tranh chúng ta tốt, cho nên là các cái thế lực phản động nó cũng hạn chế được cái việc mà đấu tranh tác động trực diện, thế và lợi dụng cái không gian mạng để tuyên truyền tán phát và cái kích động biểu tình. Nên là các đồng chí là lợi dụng vào các cái việc mà chúng ta tổ chức cái đại hội đảng, rồi của tổ chức bầu cử, rồi kể cả lợi dụng cái chính sách mà chúng ta phòng chống dịch, lợi dụng để kích động chống phá. Các đồng chí là chúng tôi cũng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để xảy ra trên địa bàn tỉnh. Sáng mai, 13 tháng 7, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 chính thức khai mạc. Với những diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, thì việc nghiên cứu, thảo luận của Hội đồng Nhân dân tỉnh, từ đó dự báo và đề ra các giải pháp sát với tình hình thực tế là rất quan trọng để tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong thời gian tới. Nhiều nội dung quan trọng sẽ được kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nghiên cứu thảo luận và thông qua. Những băn khoăn chăn trở trong thực hiện các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đang được nhiều cử tri kỳ vọng tại kỳ họp này. Xung quanh vấn đề xây dựng nông thôn mới, thì ngoài việc huy động các nguồn vốn xã hội hóa thì nhiều cử tri cho rằng cần có các cơ chế chính sách theo hướng mở, tạo điều kiện cho các địa phương có nguồn để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh
là tạo điều kiện thuận lợi nhất cái việc mà quy hoạch đất đai, đặc biệt là cái xen kẹp đấy, để địa phương tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng để có kinh phí để thuận tiện cho làm cái cơ sở hạ tầng, đồng đường, rồi là trường, rồi là trạm cho nhân dân. Còn cái tình trạng đấy là một số cái mà xã hay một số cái thôn là vừa qua là phát được công nhận nông thôn mới rồi đấy, nhưng mà cái tiêu chí nợ là vẫn chưa hoàn thành. Đặc biệt là vẫn còn có những cái con đường là chưa được hoàn thành. Tôi nói thí dụ như là ở chỗ Tam Quang, cái con đường từ thôn 1 Hòa Bình vào Vô Ngại đấy, là làm dở dang, là chỉ có là làm được cái rãnh thoát nước. Hiện nay, tỉnh Thái Bình đang tập trung triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng về giao thông, xây dựng quy hoạch các khu cụm công nghiệp. Tiến độ về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án là rất cấp bách. Cử tri cho rằng Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng cần nghiên cứu vận dụng điều chỉnh linh hoạt về giá đất. Kiến nghị với Hội đồng tỉnh trong kỳ họp này thì xem xét điều chỉnh lại cái giá đền bù giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với đất nông nghiệp. Vì là hiện nay trong đối với các địa phương xung quanh của các tỉnh chúng ta thì giá đã được điều chỉnh để tạo điều kiện cho thu hồi giải phóng mặt bằng cũng như là thuận lợi cho mọi việc triển khai cho dự án để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề cập đến việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sáp nhập, phụ cấp cho cán bộ hội, đoàn thể, cử tri cho rằng cần có sự quan tâm hơn nữa để động viên khích lệ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thì chúng tôi cho rằng cái lực lượng cán bộ cơ sở, ngoài cái lực lượng hoạt động không chuyên trách ra thì tôi cho rằng cán bộ ở cái cấp phân hội, chi hội ấy, thì cũng cố gắng đề nghị Hội đồng tỉnh, Ủy ban tỉnh là nghiên cứu có cái cơ chế chính sách động viên cho anh chị em người ta có một cái chút phụ cấp nhỏ nhỏ để tạo điều kiện cho người ta hoạt động. Tham gia phát triển kinh tế xong thì song song với đấy thì là phải tham gia công tác phòng chống dịch, là những nơi tuyến đầu và là những đồng chí thanh niên đều là tình nguyện và có cái tinh thần xung kích. Vì vậy tôi cũng kỳ vọng được vào cái Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp lần thứ hai này thì sẽ đề ra được những phương pháp, những cái chính sách chế độ để cho nâng cao vai trò của đoàn thanh niên trong cái thời kỳ phòng chống dịch và cũng như phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn này. Để hiện thực hóa các chủ trương, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cử tri tin tưởng và kỳ vọng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ có những quyết sách đúng, trúng và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, góp phần tạo ra động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh một cách toàn diện. Chúng tôi xin được nhắc lại, sáng mai tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chính thức khai mạc. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc bắt đầu từ 7:30 trên kênh truyền hình TBTV. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố thực hiện các giải pháp khẩn cấp ứng phó như buộc phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta đã vượt mốc 30.000 ca. Trước diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố buộc phải giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Đối với những người trở về từ các địa phương sau đây là những địa phương có nguy cơ rất cao đang áp dụng chỉ thị 16, sẽ phải thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Toàn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Tỉnh Bình Dương thực hiện cách ly xã hội 7 huyện, thành phố, thị xã. Tỉnh Khánh Hòa cách ly xã hội 3 huyện thị và thành phố Nha Trang. Long An cách ly xã hội 5 huyện, thành phố. Vĩnh Long cách ly xã hội 4 huyện, thành phố. Quảng Ngãi cách ly xã hội 7 huyện thị và thành phố Quảng Ngãi. Bình Phước cách ly xã hội huyện Trơn Thành. Thành phố Cần Thơ cách ly xã hội tại quận Ninh Kiều, Cái Răng. Tỉnh Tiền Giang cách ly xã hội 10 huyện, thị xã, thành phố. Đồng Tháp cách ly xã hội 5 huyện, thành phố. Thành phố Vũng Tàu cũng đề nghị được áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 14 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7. Tính từ 16 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay, CDC Thái Bình xét nghiệm 1.312 mẫu, không ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Tại huyện Tiền Hải, hoạt động rà soát truy vết liên quan đến 2 ca F0 trên địa bàn xã Đông Minh tiếp tục được thực hiện. Một số công ty như Tấn Phát, Tín Thành Hưng, Agassi, Toyota, Gosei, Sứ Hảo Cảnh, Phòng khám Đa khoa Đại Dương, cơ sở Massage Huyền Anh cũng đã kịp thời điều tra các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh, triển khai hoạt động phòng chống dịch kịp thời. Tính đến nay, huyện Tiền Hải đã quản lý 35 F1, 408 F2 và 530 F3 đưa vào cách ly, theo dõi, xét nghiệm đúng quy định.
Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, kiểm tra chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải. Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Đồng chí nhấn mạnh, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh. Vì vậy, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại các chốt chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa bàn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để các tổ công tác tại các chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ. 395 triệu đồng là số tiền mà cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp huyện Quỳnh Phụ đã quyên góp được trong sáng nay để ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thời gian ủng hộ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, hiện 5 ca đang được điều trị. Mặc dù dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên cấp ủy chính quyền địa phương cũng như các đơn vị chức năng của huyện Quỳnh Phụ vẫn đang nỗ lực quyết tâm kiểm soát tốt tình hình nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân, cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền quyên góp được trong đợt này sẽ được dùng để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Cùng với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K thông qua mô hình tiếng loa di động với cộng đồng, được duy trì ở 32 đội hình thanh niên tình nguyện trong suốt thời gian qua, khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại xã Đông Minh, huyện đoàn Tiền Hải đã kịp thời tặng 1.000 khẩu trang y tế, 125 mặt nạ chống giọt bắn cho lực lượng trực chốt và nhân dân thôn Thanh Lâm, xã Đông Minh, tặng khu cách ly tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công xã Đông Minh 100 mặt nạ chống giọt bắn, gần 1.000 khẩu trang y tế. Đồng thời, tặng các nhu yếu phẩm gồm nước mắm, mì chính, dầu ăn, sữa, mì tôm cho nhân dân vùng bị phong tỏa tại xã Đông Minh. Chuyển sang các tin tức khác. Trước tình hình dịch cúm gia cầm do chủng virus AH5N8 đã xuất hiện tại một số tỉnh thành phố trong cả nước, ngành chức năng và người chăn nuôi tỉnh Thái Bình đã tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống dịch, bảo vệ đàn vật nuôi. Phun khử trùng tại đầu cấp gió ở mỗi chuồng nuôi một ngày 3 lần. Thường xuyên kiểm tra theo dõi vật nuôi. Thực hiện rắc vôi bột xung quanh khu vực chăn nuôi. Đó là các biện pháp mà người nông dân này đang thực hiện để đảm bảo an toàn cho đàn gà với số lượng 7.000 con. Một số nơi người ta cũng xảy ra những cái dịch bệnh thì bản thân chúng tôi là người chăn nuôi thì ai cũng phải lo lắng. Thì chúng tôi cũng chỉ có bằng cách là biện pháp là gọi là phòng bệnh từ xa. Càng cẩn thận về vấn đề phòng dịch được bao nhiêu thì cái hiệu quả năng suất của chăn nuôi nó càng đạt lên bấy nhiêu. Trang trại của ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình duy trì nuôi trên 6.000 gà đẻ trứng, phục vụ việc ấp nở, cung cấp con giống cho người chăn nuôi trong vùng. Mặc dù trang trại nằm trong vùng chăn nuôi an toàn, nhưng ông Đạo cũng không dám chủ quan lơ là trước thông tin dịch cúm AH5N8 có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Chăn nuôi gà bố mẹ, thời gian sinh trưởng của nó, thời gian phát triển của nó rất dài. Cho nên là việc tất cả các loại vaccine mà trên con gà bố mẹ là chúng tôi phải tiêm phòng đầy đủ, khử trùng tiêu độc theo định kỳ, ít cho người ra vào để đảm bảo dịch bệnh không xảy ra tại trang trại. Từ đầu tháng 6 năm 2021 đến nay đã phát hiện chủng virus cúm gia cầm AH5N8 tại 3 tỉnh Hòa Bình, Cao Bằng và Quảng Ninh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ dịch cúm gia cầm AH5N8 lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao do virus cúm gia cầm AH5N8 lần đầu tiên xuất hiện tại nước ta. Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh hiện có trên 14 triệu con. Để phòng tránh dịch bệnh cho đàn gia cầm, ngành thú y và các địa phương đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến các cái trang trại chăn nuôi lớn rồi xây dựng những cái trang trại an toàn dịch bệnh và chủ động chỉ đạo các cái trạm chăn nuôi thú y các huyện rồi ban chăn nuôi thú y xã là kiểm tra rà soát thường xuyên. Mặc dù chưa xuất hiện trên địa bàn nhưng nguy cơ dịch cúm gia cầm AH5N8 lây lan và phát tán là rất lớn. Siết chặt công tác phòng dịch, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học được xem là giải pháp ưu tiên thực hiện để bảo vệ đàn gia cầm trong thời điểm này.
Hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2021. Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là đối phó hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử. Góp phần vào thành công đó là những đóng góp rất quan trọng và thầm lặng của lực lượng cán bộ chiến sĩ an ninh trong tham gia phòng chống dịch và giữ gìn ổn định trật tự trên địa bàn. Những tháng đầu năm 2021, tỉnh Thái Bình đã phải căng mình khi vừa đối phó với tình hình dịch bệnh COVID-19, vừa chuẩn bị tổ chức bầu cử cũng như thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cho phát triển kinh tế xã hội. Trong tình thế khó khăn đó, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng cơ hội để gây mất ổn định ở cơ sở. Nhưng bằng sự đoàn kết, mưu trí và dũng cảm, các cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh, công an tỉnh đã nhanh chóng điều tra, triệt phá nhiều vụ việc phức tạp. Điển hình là cơ quan an ninh điều tra triệt phá thành công và bắt giữ 5 đối tượng sử dụng Facebook tung video để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động nhân dân nhằm gây rối trước kỳ bầu cử. Hay như khám phá vụ việc các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để đưa người vượt biên trái phép, bất chấp những nguy cơ cao về lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng. Những chiến công này đã góp phần trực tiếp và quan trọng để tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử, hoàn thành mục tiêu kép và củng cố niềm tin của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đơn vị cũng đã tập trung điều tra làm rõ đối với 5 đối tượng tuyên truyền trên mạng nói xấu Đảng, Nhà nước, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc xử lý đối với các đối tượng này thì vừa đấu tranh làm rõ về một phần về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phản động vô chính trị cũng như là các tổ chức phản động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị tại địa phương và đảm bảo xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Ra đời trong cao trào của cách mạng tháng 8 năm 1945, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phá phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng và nhân dân. Vừa được thành lập, những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh đã lập nhiều chiến công quan trọng, hiển hách. Điển hình là khám phá thành công vụ án ở số 7, phố Ôn Như Hầu, Hà Nội, đập tan kế hoạch đảo chính phản cách mạng của bọn Việt Nam Quốc dân Đảng, cấu kết với Pháp và bọn Tưởng Giới Thạch. Và ngày nay, những thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước với những âm mưu hiểm độc và tinh vi hơn. Nhưng phát huy truyền thống cách mạng, lực lượng an ninh đã đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại nhiều âm mưu của các tổ chức phản động, khủng bố như Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều Đại Việt, đập tan âm mưu thành lập tổ chức phản động lực lượng quốc dân Dựng Cờ Dân Chủ. Lực lượng an ninh Công an huyện Đông Hưng đã làm tốt cái vai trò chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được nhiều thành tích trong cuộc bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Và tình hình an ninh chính trị được ổn định, không để xảy ra bị động bất ngờ và khủng bố phá hoại, và không hình thành các tổ chức hội nhóm trái phép và không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Chiến đấu trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy gian khổ, khó khăn bởi âm mưu phương thức hoạt động tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản cách mạng. Những chiến sĩ an ninh bằng sự dũng cảm, mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm. Dẫu biết những thử thách ấy, nhiều khi phải hy sinh bằng xương máu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Tổ quốc giao phó, mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Công an huyện Hưng Hà phá thành công chuyên án đấu tranh với ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và đánh bạc dưới hình thức lô đề do Phạm Hữu Lộc, sinh năm 1990, cư trú thôn Đan Hội, xã Dân Chủ cầm đầu. Các đối tượng tham gia gồm Vũ Văn Ninh, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1980, Vũ Đức Diên, sinh năm 1979, đều cư trú thôn Phú Hội, xã Dân Chủ, Lê Gia Thư, sinh năm 1989, cư trú thôn Hà Thắng, xã Dân Chủ, Vũ Ngọc Thắng, sinh năm 1990, cư trú thôn Đan Hội, xã Dân Chủ, Phạm Đức Thắng, sinh năm 1987, nơi cư trú, tổ 10, phường Bồ Xuyên, thành phố Thế Bình, đã có hành vi cá cược bóng đá qua mạng xã hội Zalo, Facebook, trang mạng cá độ. Tổng số tiền mà các đối tượng tham gia cá độ trong trận bán kết giải bóng đá vô địch Euro giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Đan Mạch là gần 100 triệu đồng. Quá trình điều tra mở rộng vụ việc thì ngoài hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, Phạm Hữu Lộc còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô số đề cho 5 đối tượng với số tiền khoảng 70 triệu đồng. Hiện Công an huyện Hưng Hà vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu mở rộng chuyên án để điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Đến đây chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go và trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.